Sẽ đấu nối vào cái cần đấy. Chuẩn bị vào phần
tính chất là du lịch chứ không phải là đi câu chuyên nghiệp như các bác câu 3-4 ngày liền nhá. 3-4 ngày liền thì làm như này các bác cười cho, nhưng mà đây là chia sẻ về chuyến đi du lịch kết hợp với câu cá ngoài biển gần bờ, câu ngoài dạng san hô. Hy vọng là sẽ có cá để tí nó quay xe xem. Đây như thế này, rõ thế này còn thế nào? Đây thế nào, làm gì có con nào đâu, trượt rồi. Nó có con đã ăn xong lại nhả ra đúng không? Rồi. Rồi, rồi, ra đây, ra đây. Rồi. Lên đi. Đây, nhìn thấy cần cong chưa? Không biết là có được không, quay qua đây lại chọi làm phí cái đoạn video này. Được rồi, chắc chắn là được rồi. Còn cong cả cần lên cái kia còn gì? Đúng rồi, chắc chắn rồi, nhưng mà nó bé nó to thôi, muốn khoe thôi. Ôi giời ơi, một em. Đấy. To đi chứ. Đấy rồi, chào đi, chào đi cả nhà ơi, đây rồi, hàng về. Đấy. Ôi giời ơi, xin em. Xin em một em nữa nha, quay chưa? À vẫn còn đó. Úi giời ơi. Không gì sung sướng bằng. Úi giời ơi. Con này trông thế nó khỏe nhỉ? Khỏe. Bác ơi. À. Cá gì bác nhỉ? Kêu là cá rắp. Cá gì? Rắp, rắp. Rồi, em xin em con cá rắp này nhá. Bắt mồi rồi. Đấy. Bắt mồi nhá. Thử xem bác duy trì cái video này xem từ lúc bắt đến lúc được là lúc bắt mồi thả câu đến lúc mà lên cá là bao nhiêu phút nhá. Anh Khánh đề nghị giữ máy nhá. Anh Khánh giữ máy nhá. Rồi, ăn rồi đấy. Bắt đầu ăn rồi đấy. Em muốn thêm con nữa để em bắt hai con liền lúc cho bác xem nhá. Ăn rồi đấy. Rồi, em lên cá cho bác xem này. Ê, xem được bao lâu một con nhá. Chỉ được một con thôi. Hy vọng là được hai con. Ôi giời ơi, lại đi buôn. Nào giữ máy đây để quay bớt con này nhá, cho nó đủ giờ nhá. Đấy, một em, thấy chưa? Vẫn cả con kia bắt hết rồi. Thôi nhá. Đấy, em nghĩ thế. Chuyển sang một câu thứ hai. Câu cá thu. Đang hướng dẫn câu cá thu. Đây, hiện nay đang trước kia đang đi ra hòn câu. Như này
hai là đi ra ngoài các cái mũi đảo để dòng cái con cá giả này, nếu mà được thì là sẽ kéo lên, hy vọng là có một con. Đã hơn một giờ trôi qua rồi nhưng mà chưa thấy em cá thu nào ăn cả. Đấy, biển rất là sóng rất lớn, cần thì có được thả. Tối nay có bữa cá rồi. Tối nay mình sẽ có một bữa gala dinner bằng cá nha. Tối nay sẽ có bữa đấu. Hôm nay mình sẽ đấu món cá này là phải chiên xù và canh ngót. Đây, con này là con cá mú này. Đấy, con này là con cá diếc. Cá gì chiên xù? Con này là con cá bò này. Cá diếc ở cá bò này. Đấy. 30 con. Ê giời ơi. Thì rất là vui. Ăn chưa? Chị chắc ăn gì?